Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản Autodesk Student. Nội dung video sẽ bao gồm giới thiệu về các loại tài khoản của Autodesk và mình sẽ giải thích tại sao là phải đăng ký tài khoản Autodesk cho các bạn khi các bạn sử dụng phần mềm Revit hay bất cứ phần mềm nào của hãng Autodesk. Và cuối cùng, chúng ta sẽ cùng học cách để làm sao có thể đăng ký một cái tài khoản Autodesk Student. Đây là giao diện của trang chủ của hãng Autodesk, trang autodesk.com, đúng không ạ? Và như các bạn biết rằng thì Autodesk hiện nay có rất nhiều phần mềm mà chúng ta thường xuyên sử dụng. Ví dụ như là các phần mềm quen thuộc như là AutoCAD, 3DS Max hay là phần mềm Autodesk Revit. Ngoài ra thì còn có rất nhiều các phần mềm khác nữa cơ. Thì bản thân Autodesk là một hãng họ cung cấp phần mềm. Và cái điểm đặc biệt của nó là nếu như các nhiều hãng phần mềm ấy thì họ rất là giới hạn cái việc là chúng ta dùng thử nó. Thì Autodesk họ cho chúng ta dùng thử rất là thoải mái. Và cái phiên bản dùng thử của các phần mềm Autodesk thì thường chúng ta có thể dùng thử theo dưới dạng đó là dùng thử theo phiên bản Student. Thật ra không phải là dùng thử mà gọi là một cái phiên bản riêng của phần mềm dành cho các bạn mà sử dụng các phần mềm của Autodesk cho mục đích là phi lợi nhuận và thường đến phục vụ cho cái quá trình học tập và nghiên cứu. Thì tại sao chúng ta lại phải cần một cái tài khoản Autodesk là vì vậy? Đó là đầu tiên thì các bạn có thể sử dụng các cái tài khoản đăng ký của Autodesk để các bạn có thể download phần mềm đã. Đấy, các bạn có thể download phần mềm rồi nhá. Sau đấy thì các bạn có thể sử dụng các cái tài khoản này để đăng ký để nhận các cái key cài đặt. Đấy, các cái key cài đặt của các phần mềm đấy. Tất nhiên là các key cài đặt này sẽ là các key cài đặt của phiên bản Student. Và ngoài ra thì rất nhiều các cái dịch vụ mà Autodesk họ cung cấp. Các bạn lưu ý là Autodesk họ không chỉ bán phần mềm, họ còn bán các cái dịch vụ liên quan đến phần mềm. Ví dụ như các cái dịch vụ liên quan là dịch vụ về dữ liệu đám mây, cloud. Ví dụ các bạn biết là Render Cloud, đấy là cũng là một cái dịch vụ của Autodesk. Thì rất nhiều các dịch vụ này các bạn có thể sử dụng bằng cách là có một cái tài khoản của Autodesk và đặc biệt là tài khoản Autodesk Student, được chưa? Và nói về tài khoản Autodesk thì nó sẽ có 3 loại tài khoản. Tài khoản đầu tiên là tài khoản thông thường, tức là nó sẽ có một cái tài khoản giúp các bạn vào đây, các bạn có thể download phần mềm. Đấy. Nhưng ngoài ra nó sẽ có các phần tài khoản như là tài khoản Student, tức là tài khoản dành cho các bạn sinh viên. Đấy. Và một cái loại tài khoản nữa là tài khoản Education, tức là cái tài khoản dành cho các cái trung tâm giáo dục Educator ấy, các trung tâm giáo dục. Đấy. Được chưa? Thì với các bạn sinh viên thì các bạn có thể sử đăng ký tài khoản Student các bạn nhé. Về bản chất thì tài khoản thông thường thì nó chỉ là đăng ký một tài khoản để có thể tham gia vào các cái hoạt động, các diễn đàn, các cái dịch vụ mà bình thường. Đấy, các dịch vụ mất phí. Còn Student hay Educator thì các bạn có thể sử dụng các cái dữ liệu miễn phí rất là mạnh mẽ mà Autodesk cung cấp. Khi để đăng ký thì các bạn sẽ vào sign in này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy đây, một cái là Autodesk Account AM60 Education Community. Thì để tạo ra một cái tài khoản Student thì các bạn có thể vào đây nhé. Các bạn có thể kích trực tiếp vào Education Community này. Sau đấy thì nếu bạn nào mà chưa có tài khoản thì các bạn có thể chọn là Create Account. Sau đấy thì các bạn sẽ lựa chọn này, quốc gia. Ví dụ mình ở Việt Nam rồi đúng không? Education Role tức là vai trò của bạn là gì? Các bạn có thể chọn là Student. Đấy, các bạn có thể chọn là Educator tức là nhà giáo dục, sinh viên hay là các cái trung tâm IT của các trường. Ở đây thì mình là sinh viên thì mình sẽ chọn là Student. Đấy, giả sử bạn các bạn là sinh viên các bạn chọn Student nhé, còn mình thì mình Educator. Đấy, mình chọn Student. Dạ. Ở đây thì các bạn sẽ đăng ký ngày tháng năm sinh các bạn thôi. Giả sử mình sẽ đăng ký. Mình sẽ điền tên của mình. Đây là email mà các bạn sẽ sử dụng. Các bạn sẽ cần một cái email nhé. Tất nhiên là password rồi. Và kích vào đây để đồng ý với các điều khoản. Sau đấy thì mình chọn Create Account. Ok, mình sẽ vào mail.
Đây, chúng ta đã có một cái mail xác nhận đây. Rồi, mình sẽ kích vào đây. Rồi, chúng ta tiếp kích vào đây nhé. Được chưa? Rồi, done. Rồi, tiếp theo nó sẽ hỏi các bạn đó là trường các bạn học là gì. Giả sử mình học Đại học Kiến trúc Hà Nội chẳng hạn. Thì mình gõ đây, Hà Nội University, được chưa? Đấy. Hoặc giả sử các bạn nào mà ví dụ bạn nào mà gõ tên trường bạn vào mà không ở đây, ví dụ Nation. Đấy. Thì đây là trường đại học xây dựng thì không có đúng không? Thì các bạn có thể kích vào Can find your school đây. Đấy. Thì các bạn có thể tạo ra một cái trường mới. Được chưa? Đây là University. Đấy. Chọn nơi Hà Nội. Add nó vào. À, state này mình chọn Hà Nội đi. Add nó vào. Được chưa? Thì bạn có thể thêm trường các bạn vào đây. Rồi, mình sẽ chọn các bạn học ngành nào, ví dụ mình học kiến trúc. Đấy. Mình sẽ học từ các bạn sẽ học từ bao lâu đến bao lâu? Ví dụ mình sẽ học từ tháng 9 năm 2015 chẳng hạn đến tháng 9 năm 2019, ví dụ thế. Đây 2020. 5 năm đúng không? Các bạn ấn next. Đấy các bạn kích vào continue. Đấy. Thì các bạn đã có một cái tài khoản của Autodesk với dạng là student rồi nhá, được chưa? Rồi. Thì sau khi các bạn có cái tài khoản này rồi thì các bạn có thể kích vào đây này và các bạn chọn vào những cái Autodesk account này cho mình này. Thì vào đây thì các bạn sẽ thấy các cái dịch vụ mà các bạn có thể đang sử dụng, có thể sử dụng ở đây nhá. Đây thì các dịch vụ miễn phí này. Đấy. Đây. Các bạn có thể vào View My Cloud Credit. Tức là xem các cái credit của các bạn có thể sử dụng. Đấy. 5GB available asset này. Hoặc các bạn có thể vào quay trở lại trang autodesk.com. Các bạn sổ xuống đây, các bạn chọn cho mình đó là Avan 60 để các bạn có thể kích hoạt luôn cái dịch vụ Avan 60 của Autodesk các bạn nhé. Đây. Các bạn đăng nhập vào. Click vào đây, continue. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng các cái dịch vụ liên quan đến cái ARM 60 các bạn nhé. Đây các bạn quay trở lại. Các bạn lưu ý cho mình đó là Autodesk nó có rất nhiều các dịch vụ và các tài khoản Autodesk của các bạn thì các bạn phải truy cập vào thì các bạn mới được sử dụng các dịch vụ của nó các bạn nhé, chứ không phải là mình cứ tạo ra tài khoản là được dùng hết đâu. Ví dụ như cái ARM 60 Hub này là các bạn phải vào đây kích hoạt tài khoản thì nó mới sử dụng được. Đấy. Như vậy thì các bạn đã có thể tạo ra được một tài khoản rồi. Và ở đây mình sẽ sign out ra. Bây giờ mình sẽ sign lại các bạn xem nhé. Mình sẽ vào đây. Mình vào autodesk.com, vào Education Community. Mình đăng nhập vào. Và các bạn thấy là chúng ta vào đây thì các bạn có thể sử dụng cái tài khoản này để có thể tiến hành download các phần mềm Revit ở đây. Đấy. Rất là dễ dàng. Các bạn thấy không? Nó luôn có key cho bạn ở đây. Được chưa? Đấy. Ngoài ra có rất nhiều dịch vụ, như mình nói, rất nhiều dịch vụ của Autodesk mà các bạn cần tài khoản nữa cơ. Ví dụ như mình sẽ vào Autodesk Account này nhé. Các bạn vào cái Trial này này. Thì các bạn thấy có các cái Cloud Service. Còn vào đây các bạn thấy này, có rất nhiều các dịch vụ của Autodesk liên quan đến dữ liệu đám mây mà chúng ta có thể sử dụng bằng tài khoản Autodesk này. Đấy, rất nhiều. Đấy. Ví dụ như rendering,
Trainer Club, được chưa? Đấy. Ok. Và mình một lần nữa nhấn mạnh với các bạn đó là hãy tạo ra một tài khoản Autodesk, và tốt nhất là hãy sử dụng các và tốt nhất là hãy tạo ra cho mình một tài khoản Autodesk Student các bạn nhé, tránh việc tạo ra các tài khoản thường. Bởi vì khi các bạn render ấy, ví dụ khi bạn rendering các tài khoản thường thì bạn chỉ có 25 cái credit thôi, nhưng với các tài khoản Autodesk Student thì các bạn có cái lượng credit để các bạn có thể tiến hành render là unlimited, tức là không hề giới hạn. Đấy, các bạn có thể render bao nhiêu tùy thích. Thì đây là một trong những cái điểm mạnh của việc sử dụng tài khoản Autodesk Student, được chưa? Như vậy thì trong bài học hôm nay mình đã giới thiệu các bạn về các loại tài khoản Autodesk và giải thích các bạn tại sao lại đăng ký tài khoản Autodesk Student rồi. Và mình cũng đã hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản Autodesk Student trên trang web autodesk.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.